chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Sau khi ra mắt chiếc Design 20 Pro và chiếc U20 5G, hai chiếc smartphone được trang bị 5G đầu tiên của mình, thì HTC đã tiếp tục tung ra một sản phẩm tầm trung mới nữa, đó chính là chiếc HTC Design 20 Plus. Trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc smartphone này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nói về phần thiết kế của sản phẩm này. Thì chiếc máy này nó sẽ có một cái thiết kế được làm hoàn toàn từ nhựa. Và các bạn có thể thấy là nó sẽ có một thiết kế khá là lớn và có vẻ là dày. Cụ thể thì nó sẽ có kích thước vật lý là 164,9 x 75,7 x 9mm và nặng là 203 gram. Ở phía mặt sau của nó thì nó sẽ có hiệu ứng đổ màu sắc, đó chính là Gradient. Và nó sẽ có một cụm camera được đặt ở trong một cái module hình chữ nhật. Và cái cụm camera này thì sẽ có thông số vật lý sẽ như sau. Ống kính chính thì sẽ có độ phân giải là 48 megapixel, khẩu độ là f/9.8. Camera góc siêu rộng cung cấp góc nhìn 115 độ thì sẽ có độ phân giải là 5 megapixel. Camera chụp ảnh macro thì sẽ có độ phân giải là 2 megapixel. Và cảm biến cuối cùng là cảm biến đo chiều sâu để hỗ trợ chụp ảnh trên zoom smartphone thì sẽ có độ phân giải là 5 megapixel. Ngoài ra thì nó sẽ có chúng ta một cụm cảm biến vân tay vật lý được đặt ở phía sau lưng. Phía bên dưới thì sẽ là logo của HTC. Phần lưng sau của sản phẩm này thì sẽ được bo cong nhẹ một chút và có thiết kế dạng vân sần giúp hạn chế mồ hôi vào dấu vân tay và chống trơn trượt. Chuyển sang phía mặt trước thì HTC Design 20 Plus sẽ được trang bị một cái màn hình iPad LCD với kích thước là 6,5 inch với thiết kế dạng giọt nước. Và ở trên cái phần giọt nước này thì nó sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel. Và màn hình của chiếc Design 20 Plus này thì nó sẽ chỉ có độ phân giải là HD cộng 720x1600px mà thôi và tỷ lệ khung hình là 20:9. Tiếp theo là về phần cấu hình bên trong của chiếc HTC Design 20 Plus thì nó sẽ được trang bị một bộ vi xử lý đến từ Qualcomm, đó chính là Snapdragon 720G, đi kèm với dung RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Ngoài ra thì nó cũng sẽ hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD. Về pin thì nó sẽ đi kèm với viên pin có dung lượng lên tới là 5000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 4.0 thông qua cổng sạc, đó chính là USB Type-C. Máy sẽ được cài sẵn hệ điều hành Android 10 khi được bán ra, hỗ trợ 2 SIM, kết nối NFC và có jack cắm tai nghe 3.5mm. Cuối cùng là giá bán và thời điểm lên kệ thì HTC Design 20 Plus đã được bắt đầu lên kệ tại Đài Loan với mức giá bán lẻ là 8.490 Đài tệ, tương đương khoảng 6,9 triệu đồng tiền Việt. Nó sẽ có hai tùy chọn màu sắc cho người dùng lựa chọn, bao gồm màu cam Dawn Orange và màu đen Twilight Black. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc HTC Design 20 Plus. Với tầm giá khoảng 7 triệu đồng thì chiếc máy này nó cũng khá là nổi bật với một cái màn hình kích thước lớn này, pin dung lượng lớn này, cấu hình đủ dùng trong tầm giá. Tuy nhiên thì mình thấy có nhược điểm, đó chính là màn hình của nó chỉ có độ phân giải mức là HD cộng. Cái thứ hai đó chính là cái thiết kế của nó chỉ được làm từ nhựa mà thôi. Đó. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc HTC Design 20 Plus? Thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.